Siêu phẩm 21 ngày xây kênh TikTok chuyên nghiệp từ A đến Z dành cho người mới. Chào bạn thân mến, tôi là Nguyễn Thơm, người chia sẻ những kiến thức kinh doanh online và công nghệ. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao bạn phải học TikTok ngay bây giờ không ạ? Thưa các bạn, TikTok đang là một xu hướng, là một mạng xã hội chứa lượng người dùng lớn nhất và đã vượt qua cả Facebook và YouTube. Hiện tại bây giờ Facebook và mạng xã hội khác đang bóp tương tác và họ không thể livestream, không thể bán hàng và kể cả chạy quảng cáo cũng đang bị hạn chế rất là nhiều. Vậy TikTok đang là một xu hướng và đang là chứa lượng những người dùng rất là lớn. Và đặc biệt thời gian xem trung bình trên TikTok chiếm đến 54%. Số lượng một người mà mở app TikTok ra để xem đó là 7 lần trên một ngày. Và đặc biệt hơn nữa, TikTok đang được trẻ hóa. Những mức độ tuổi từ 13 đến 17 là 39%, 18 đến 24 tuổi là 28%, 25 đến 34 tuổi là 26%, 36 đến 46 tuổi là 6%, và đặc biệt Hồ Chí Minh và Hà Nội đang chiếm đó là số lượng người dùng đến 57%, và tỷ lệ nữ trên TikTok rất là nhiều. Đó là cái phân tích năm 2021. Và bây giờ TikTok không phải chỉ những cá nhân mà các chủ doanh nghiệp họ đã bắt đầu sang bên TikTok. Những chuyên gia đào tạo, những người kinh doanh họ đang sang bên TikTok để xây dựng thương hiệu cá nhân, bán hàng, chạy quảng cáo, và họ đã ra rất là nhiều những cái con số rất là đặc biệt rồi. Và bạn thấy rằng TikTok đang là một mỏ vàng thì bạn đừng ngần ngại gì để chúng ta xây dựng một cái kênh TikTok chuyên nghiệp. Và nếu như trước đây bạn đã xây kênh TikTok nhưng chưa biết tiêu chuẩn cộng đồng hoặc vi phạm rất là nhiều những cái tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok mà ít view, ít follow, hay hoặc đăng TikTok lên mà bị xóa kênh, hay hoặc vi phạm rất là nhiều những cái mà quy định của TikTok, thì mạng xã hội TikTok đó là mạng xã hội trao giá trị, mạng xã hội giải trí, nhưng nó vẫn hỗ trợ cho bạn có những phần để bạn có thể bán hàng và kinh doanh trên TikTok. Và đặc biệt TikTok nó có một cái ví, và bạn có thể nạp tiền, bạn chạy quảng cáo hoặc bạn có thể mua hàng trên TikTok. Đợt tới sẽ mở ra đó là shop, và khi mà bạn livestream, ngoài việc bán hàng, ngoài bạn nhận donate quà tặng từ những người xem, bạn có thể livestream và gắn cái trang thương mại điện tử shop của bạn vào, và họ có thể thanh toán mua hàng ngay trên livestream của bạn. Và kết thúc livestream thì bạn sẽ thấy được ngay trong cái buổi livestream này mình sẽ đạt được đó là bao nhiêu đơn hàng, có bao nhiêu doanh thu, và đặc biệt hơn nữa giảm thiểu cho bạn cái tỷ lệ bom hàng trong thời đại kinh doanh online hiện nay. Và cái từ khóa đó là content video ngắn. Ở trên TikTok thì có nền tảng video ngắn 15 giây, 60 giây, 3 phút, và bây giờ thì đã mở thêm tính năng 10 phút để có thể thu nạp thêm rất là nhiều các cái đối tượng chia sẻ dài từ bên YouTube sang. Và TikTok hiện tại bây giờ cũng đang rất là dễ dàng. Và bạn thấy rằng TikTok đang rất tuyệt vời, đang rất tiềm năng, và muốn khai thác cái mỏ vàng này mà chưa biết học ở đâu, hoặc là chưa biết bắt đầu như thế nào, hoặc đơn giản là chưa biết làm video, thì tôi sẽ tặng cho tất cả những bạn nào đăng ký chương trình này 10 ngày edit video chuyên sâu TikTok, 25 video về giải phóng ngôn từ để bạn làm content và làm sao để viết tiêu đề thu hút, và tặng bạn vào trong nhóm thành viên VIP để bạn có thể update những cái kiến thức, kỹ năng, những cái thay đổi mới nhất của TikTok và hỗ trợ bạn trong vòng 1 năm. Và còn chần chờ gì nữa, hãy đăng ký ngay để nhận ưu đãi. Tôi sẽ dành 100 vé ưu đãi cho 100 người đăng ký đầu tiên. Hãy inbox ngay cho tôi để được hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khóa học nhé.